kèm theo đó sẽ là các cái bi bấm huyệt ở vùng gót chân cũng như là ở vùng ngón chân, lòng bàn chân và sửa hồng ngoại. Một điều rất là hay của cái dòng Panasonic đó chính là họ thiết kế được cái phần thu chân lại. Thì điều đầu tiên đó chính là nó sẽ Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban Ở Trong video ngày hôm nay Ngọc Gia Ban sẽ lên cho các bạn một mẫu ghế thuộc tầm phân khúc trên 30 triệu, gần 40 triệu Đó chính là chiếc EAP MA70 Một trong những phiên bản khá là hay của dòng Parasolic Vậy thì đối với phiên bản EAP MA70 này thì Với cái dòng đời sản xuất của nó là từ năm 2009 đến 2011 Đối với những phiên bản đầu, tức là cái phiên bản mẫu thì được sản xuất tại Nhật Bản, Made in Japan nhưng mà với những phiên bản từ cuối năm 2010 đến năm 2011 thì mẫu này thì ở phần tem mát sẽ được in là Made in China. Một số khách hàng thì vẫn hỏi, ở ngọc do ban là rằng là Made in China thì liệu có phải hàng của Trung Quốc hay không? Thì từ năm 2010 thì Nhật Bản họ đã đặt cái nhà máy của Palasolic tại Trung Quốc để điều đầu tiên đó chính là giảm thiểu nhân công. Thứ hai đó chính là giảm cái chi phí để sản xuất một chiếc ghế cũng như là đưa ra một cái giá thành ở tốt nhất cho người tiêu dùng và đối với bản EPMA 70 này là một trong những bản rất là đặc biệt ở trong dòng ghế massage nội địa Nhật Bản bởi vì phần tay nó được thiết kế bằng hai cái phần tay vân nhựa ở carbon đối với vân nhựa carbon này thì nó sẽ có hai ưu điểm hơn so với là cái bản được thiết kế bằng da điều đầu tiên đó chính là đối với vân tay ở carbon này nó sẽ không bị rách giống như là cái phần da Thứ hai đó chính là về cái ngoại hình của nó, nhìn khi mà chúng ta nhìn vào một chiếc ghế vân tay carbon thì phần tay nó sẽ được ánh cái ánh sáng của đèn thì nhìn cái ghế nó sẽ được bắt mắt hơn cũng như là được nổi bật hơn ở trong cái ngôi nhà của chúng ta. Đối với tính năng của chiếc EPM A70 này thì khá là đầy đủ các cái tính năng. Ví dụ như là phần bóp hông được thiết kế bằng hai túi hơi hai bên khá là dài dặn cũng như là cái lực massage túi khí lén của nó khá là to và lớn kèm theo đó là đối với phiên bản EPMA 70 này là một trong những phiên bản cũng rất là nhiều bài đánh tự động ở đây thì nó sẽ gồm 6 bài đánh tự động ở, ở toàn thân bao gồm từ 16 đến 20 phút kèm theo đó là các cái bài đánh tự động về phần uh, vùng uh, hơi cũng như là về phần cơ kèm theo đó là các cái chức năng ví dụ như là chúng ta có thể lưng hạ ghế ngả ra như một chiếc giường Tiếp theo đến phần chân Phần chân của chiếc EPMA 70 này Có một điều, điều rất là hay Đó chính là ở phần dưới chân của lúa Ngoài các cái túi khí ở, ở gan bàn chân cũng như là các cái túi khí Ở bắp chân để massage Kèm theo đó sẽ là các cái bi bấm huyệt Ở vùng quát chân cũng như là Ở vùng ngón chân, lòng bàn chân Và sửa hồng ngoại một điều rất là hay của cái dòng Panasonic đó chính là họ thiết kế được cái phần thu chân lại thì điều đầu tiên đó chính là nó sẽ tăng được cái vẻ đẹp ngoại hình của chiếc ghế. Cái thứ hai thì nó sẽ tạo cái cảm giác như là chiếc ghế có thể thu gọn hơn. Đây chúng ta cũng có thể thấy là về phần ghế khi mà chúng ta thu lại vào bên trong nó sẽ gọn hơn. Đi sâu hơn về cái phần động cơ của chiếc ghế EPMA A70 thì đối với những cái dòng Panasonic từ bản EPM A70 này nó đã sử dụng cái tính năng là con nan đá nóng để làm ấm cơ thể, tức là khi bốn cái ở con nan này nó sẽ di chuyển đến đâu thì hai cái con nan đá nóng ở hai phần bên này nó sẽ làm nóng cơ thể chúng ta tới đó, thì khi mà nó làm nóng cơ thể chỗ đó thì tạo với cả các cái lực massage của cái con nan silicone này sẽ giúp cho chúng ta lưu thông khí huyết và điều hòa khí huyết hơn kết hợp với đó thì là các cái động tác của ở con nan dòng ghế nhật nó sẽ rất là khác biệt. Ừ, ngoài các cái chiều đi sâu đi uh, lên đi xuống cũng như là chiều đi sang trái sang phải nó sẽ đi sâu hơn vào các cái huyệt đạo của chúng ta để massage cũng như là đấm bóp rồi các cái động tác lắc này rồi day này rồi nhấn các cái huyệt đạo để làm sao cho chúng ta đưa ra cái cảm giác thoải mái nhất đi sâu hơn về các cái phần động cơ ví dụ như là các cái vỉ mạch hay là các cái cảm biến rồi là các cái motor đối với dòng uh, Panasonic thì bốn con năn nó sẽ có bốn motor để phục vụ cho ở chúng ta bốn con nan này nó sẽ giống như là hai bàn tay của chúng ta thường xuyên là mát xa. Để làm sao được khi mà cái phần lưng của chúng ta đau mỏi thì bốn cái ở con nan này nó sẽ phục vụ cái việc là chúng ta mát xa và thư giãn. Và đây chính là chiếc EPMA70 thì với phiên bản này được sản xuất năm 2011, phần tem của nó sẽ in là Made in China. Ở phần tem thì nó sẽ đầy đủ các cái ở thông số ví dụ như là mã ghế rồi là 100 V tức là cái ở công suất để đưa vào ghế cũng như là cái 120 W này là ở công suất của ghế hoạt động 23 W này tức là cái ở công suất của phần sưởi cũng như là các cái mã chứng nhận thiết bị y tế. Kèm theo đó thì đối với người Nhật thì họ sẽ tinh tế hơn đó chính là thiết kế những cái khóa điện rất là an toàn. Và nếu như các bạn muốn sở hữu cho mình hay dành tặng cho người thân một mẫu ghế massage nội địa Nhật Bản hãy liên hệ với Ngọc Gia Ban qua số điện thoại 097 494 5555. Ngọc Gia Ban sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như là báo ở các cái mức giá cụ thể để cho các bạn có thể tìm hiểu và tham khảo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.